Rồi, kính chào cả nhà. Hôm nay em giới thiệu con Mitsubishi MT 3201D. Con này là 32 ngựa, 2 cầu. Trợ lực lái, ben cơ, số cơ nha các bác. Động cơ 4 máy. Con này bên em đang ra giá 95 triệu. Mấy dòng này thì nó là cực bền rồi. Ben cơ nha các bác, ben cơ, số cơ. Đó, nước sơn của nó là nguyên xi nè các bác nè. Đáy nổ tí thì còn rất đẹp. Chiếc ghế nha các bác. Chiếc ghế của nó thì có bị hên rỉ và cháy nổ một ít. Nói chung vẫn còn đẹp nha các bác. 95 triệu. Mấy dòng này thì cực bền rồi. Các bác về cày kéo bẩn gì rồi, xuất sắc luôn nha. Con này chạy 1000 giờ các bác. Đây, số sới của nó là 4 số sới. Nó chạy đây các bác. Bốn số chạy Mitsubishi MT 3201D. Con này 95 triệu nha các bác. Này thì cái gương chiếu hậu của nó thì nó còn cái gọng với kính nha bác, nhưng cái kính này nó không còn, một cái nắp không. Đó. Các bác cần thì về đem ra tiệm kính thì ta cắt ra nha. Này thì máy móc rất là đẹp. Đây. Đều nó còn vàng luôn nè các bác này. Cái này là nước đó. Nước sơn rin của nó các bác thấy không? Nó tách ra này. Đó. Động cơ 4 máy. Đó, 4 máy heo bét vàng bóng các bác. Chỗ này thì đất đai còn bám. Con này động cơ máy rất là đẹp luôn nha các bác nha. Bác nhìn xem nè, những cái xe đẹp, mấy cái chỗ gài nó bẩn lên thì cháy nổ tí nhưng còn rất là vàng bóng luôn, là mình biết cái độ đẹp của cái xe nha. Con này nó 32 ngựa. Nếu gia đình mình làm nhiều thì con này rất là hợp lý luôn các bác. Đây là đất nó còn bám. Đất còn bám nên mấy chỗ này. Tay lái trợ lực nên là rất là nhẹ nhàng nha. Đất này các bác thấy không? Đó, đất lớp lớp chồng chồng trong khúc này luôn. Nói chung là con này bên em có rửa nhưng mà cũng rửa sơ qua thôi nha các bác. Móc vít này. Còn nguyên zin luôn. Đó, đùi các bác nhìn đất đai này. Cái này nghĩ bác sĩ mà rửa ra kỹ ra thì các bác thấy cái độ đẹp của nó luôn nha. Nói chung mấy dòng này thì nó cực bền rồi. Giá cả thì nó lại phải chăng. Nếu các bác mà nhiều lúc sử dụng cái cày á, mình về làm mà mình chưa có đủ tiền với bác thì mấy cái con này rất là hợp lý cho các bác này. Con này mấy con này đùi cầu rất là đẹp luôn. Đất đai lớp lớp tầng tầng luôn. Mặt vít thì 7 màu. Cày không bẩn nè các bác này, còn vàng luôn này. Con này rất đẹp.
đi trên cái nắp capo đây nè các bác, là cái nắp capo này nó có cháy nổ hơn nhiều thì bên em có dặm lại rồi nhá. Đó là cái chỗ này là bên em có dặm lại nè. Đó cái chỗ này dặm cho em chơi dặm này, có dặm nha các bác nha. Còn đâu nguyên xi. Con này cái đia mô của nó còn rất đẹp các bác. Hai cái bơm bơm trợ lực. Bơm ben bơm trợ lực các bác này. 32 ngựa nha, bên cơ số cơ trợ lực lái. Tem mát nguyên zin luôn. MT3201 đây là 32 ngựa nha các bác. 95 triệu nha. Có bên nghiêng luôn nha, rất là thuận tiện luôn. Đùi rùa sau các bác xem này, đất này. Đó, đắp lớp lớp ở đây nè, các bác thấy ba đắp cái bám không? Đó. Đắp lớp lớp trong xe trong cái đùi nữa luôn các bác nè. Bên em bảo rồi, em rửa sơ sơ chưa kỹ lắm thôi nhưng mà xe rất là đẹp luôn. Con này máy nó nổ rất là êm luôn các bác. Tay lái trợ lực rất là nhẹ nhàng. Đùi rồi, xe rất đẹp. Các bác nào sở hữu con này thì VIP luôn nha. VIP luôn các bác. Xe rất là đẹp. Xe đẹp, máy đẹp. Em sẽ đi tới quả lớp cho các bác tham khảo một quả lớp đi nha. Ủa lớp con này nè bác này. Bác nhìn nè. Trên này em chưa thấy vết nứt nhưng mà thấy nó gai còn rất là cao và khá đẹp luôn. Gai còn rất là cao, khá đẹp luôn các bác. À 12.428. Lớp là made in Japan Bridgestone của Nhật luôn các bác này. Ủa con này cặp lớp sau này là xuất sắc luôn các bác nha. Và lớp sau này khá xuất sắc. Mâm thì nguyên xi luôn nha, mâm lớp nguyên xi còn rất đẹp luôn. Đó. Đặc biệt cái lớp sau là các bác quan trọng nhất mà nó còn đẹp con này là các bác biết rồi. Mâm cũng rất đẹp các bác. Coi lớp sau tuyệt vời. Giờ em đi tới lớp trước nha. Lớp trước thì em coi cái gai coi. Gai còn khá luôn các bác này. Nứt thì em chưa thấy vết nứt. Đây. Các bác thấy không? Để em đi xung quanh vành mâm cho các bác tham khảo nha. 86. 86 made in Japan. Mâm trước thì bên em có dặm này nha các bác. Nhưng mà lớp còn rất đẹp luôn. Em chưa thấy vết răng vết nứt gì các bác này. Đây em quay kỹ cho cả nhà xem, người lớp cũ em phải quay kỹ nha các bác. Những lúc mấy bác mua qua online rồi đã nhìn xe cho nó kỹ. Các bác chịu khó vô trong video bác coi kỹ nha, tại vì em có báo giá trong video rất là nhiều lần cho video luôn á. 95 triệu. Nhiều bác vô mới mở coi là bác chưa xem kỹ thì bác cứ gọi hỏi giá mà trong rõ ràng trong video em báo giá cả chục lần trong video luôn các bác. Mitsubishi MT3201, con này là bên cơ số cơ trợ lực lái.
Ô bên nghiêng theo xe, động cơ 4 máy 2 cầu. Máy móc nổ rất là êm luôn nha. Rồi, kết thúc video tại đây. Chúc cả nhà ngày làm việc hiệu quả, gặt hái nhiều thành công. Đó, xe thì đẹp xuất sắc rồi. Các bác cần thì cứ liên hệ nha. Bên em thì xe về cũng rất là nhiều. Bên em đang chuẩn bị bàn giao con MT63 về Gia Lai nè các bác. Cái dàn cày đại này.